Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhượng quyền thương mại bắt đầu nổi lên như một hình thức kinh doanh mới, đem lại nhiều lợi nhuận cho các nhà khởi nghiệp. Với những lời chào mời béo bở cùng những giá trị ảo qua các cam kết trên mây, nhiều nhà khởi nghiệp trẻ dễ dàng bị thu hút tham gia vào hình thức kinh doanh này. Tuy nhiên, đây có thật sự là chìa khóa thành công, đơn giản và nhanh chóng cho các doanh nghiệp? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời qua phóng sự ngay sau đây. Nếu quý vị muốn tự do kinh doanh không rủi ro, có thu nhập ngay mà không mất thời gian, công sức, muốn có thu nhập cao với số vốn kinh doanh thấp, thì nhượng quyền thương mại chính là chìa khóa tốt nhất giúp quý vị thành công. Những lời chào mời hấp dẫn đó dễ dàng thu hút nhiều nhà khởi nghiệp đầu tư vào hình thức kinh doanh này. Tuy nhiên, để nhận nhượng quyền kinh doanh thành công không phải là điều đơn giản. Trong đó, việc lựa chọn một thương hiệu nhượng quyền uy tín được xem là yếu tố then chốt quyết định. Là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm mành, rèm, bạt, cửa lưới, dàn phơi, chăn ga, gối đệm và các phụ kiện đi kèm, thương hiệu Yên Linh, rèm đẹp, nhà sang thuộc công ty cổ phần nhà bát Vina hiện đang được đánh giá là một đối tác nhượng quyền thương mại đáng tin cậy cho các doanh nghiệp. Mặc dù chỉ vừa phát triển mô hình nhượng quyền thương mại trong năm 2022, nhưng chỉ chưa đầy một năm, Yên Linh đã sở hữu 5 showroom nhượng quyền là showroom Yên Linh Hoàng Diệu, Yên Linh Thanh Hà, Yên Linh Sa Lộc, Yên Linh Ninh Giang và Yên Linh Hải Tân. Chính điều này đã phần nào chứng minh được năng lực cũng như sự hiệu quả trong việc vận hành các showroom nhượng quyền của công ty, đồng thời khẳng định được uy tín và vị thế của rèm cửa Yên Linh trên thị trường Việt. Trước đây tôi đã kinh doanh rất nhiều cửa hàng truyền thống với rất nhiều những khó khăn gặp phải cũng như là về mặt bằng và nhập hàng và lựa chọn sản phẩm và quản lý tồn kho. Nhưng từ khi tiếp cận với chính sách nhượng quyền của Yên Linh, những khó khăn đầu đó tôi đã được giải quyết. Để giúp các đối tác nhượng quyền của mình có thể tránh được các rủi ro khi mới bắt đầu kinh doanh như bán hàng không hiệu quả, không có chiến lược marketing rõ ràng hay thu hồi vốn chậm, các chính sách nhượng quyền của Yên Linh luôn được đề ra trên tinh thần đem đến những quyền lợi tốt nhất cho đối tác của mình. Theo đó, các đối tượng nhượng quyền của Yên Linh sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ như đào tạo đội ngũ nhân viên về kỹ năng, tư duy kinh doanh, khả năng xây dựng các chiến lược marketing hiệu quả. Đặc biệt, khi hợp tác nhận nhượng quyền từ Yên Linh, đối tác sẽ có cơ hội tiếp cận và làm việc với các khách hàng lớn, dễ dàng hoàn vốn và thu được lợi nhuận cao. Để đạt được mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu mành rèm tại Việt Nam, thì chúng tôi luôn hỗ trợ các đối tác nhận nhượng quyền thương hiệu thông qua cái việc huấn luyện, đào tạo đội ngũ về nghề và lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh, giúp cho các đối tác mới bắt đầu kinh doanh tránh được nhiều rủi ro và kinh doanh thành công trên thương hiệu Yên Linh Rèm Đẹp Nhà Sang. Với hơn 24 năm trên thị trường và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rèm cửa, nội thất, chắc chắn rèm cửa Yên Linh sẽ là một thương hiệu nhượng quyền có đầy đủ năng lực và đáng tin cậy để giúp các đối tác kinh doanh thành công một cách dễ dàng và đơn giản nhất. Nằm trong top 100 thương hiệu mạnh quốc gia 2018 với nhiều năm kinh nghiệm cùng nhiều chính sách ưu đãi giúp hoàn vốn nhanh, lợi nhuận cao, nguồn data khách hàng ổn định sẵn có, công ty cổ phần nhà mát Vina, thương hiệu Yên Linh, rèm đẹp, nhà sang chắc chắn sẽ là một thương hiệu nhượng quyền kinh doanh đáng tin cậy cho mọi doanh nghiệp.